Chiến dịch OOH đầy nhân văn của Krispy Kreme biến chiếc bánh donut 3D thành liệu pháp ánh sáng cải thiện tâm trạng, giúp người đi đường xua tan ảm đạm trong ngày buồn nhất năm. Nhiều người ở Anh phải vật lộn với chứng rối loạn cảm xúc theo mùa trong những tháng mùa đông. Thời tiết ảm đạm kéo dài khiến 20% người Anh thừa nhận rằng họ không tiếp xúc với mặt trời được quá 15 phút mỗi ngày. Điều này đã khiến họ thường xuyên buồn rầu và luôn trong trạng thái thiếu sức sống. Để đáp lại, Krispy Kreme, một thương hiệu bánh donut với tuổi đời hơn 80 năm tại Hoa Kỳ, đã triển khai một chiến dịch OOH độc đáo mang tên Set First 3D ở thời điểm gần với ngày Blue Monday. Đây chính là một trong những ngày buồn tẻ nhất trong năm tại Anh Quốc. Mục đích của chiến dịch này là ra mắt sản phẩm bánh donut mới, phù hợp với người ăn kiêng, chỉ chứa 195 kcal một chiếc. Đồng thời, chiến dịch cũng muốn mang lại niềm vui, cải thiện tâm trạng cho người đi đường thông qua liệu pháp ánh sáng phát ra từ những chiếc bánh donut khổng lồ. Biển quảng cáo được thiết kế độc đáo với những chiếc bánh donut 3D nổi bật, nhiều màu sắc. Bên trong những chiếc bánh này là bóng đèn trị liệu, có khả năng kích thích cơ thể con người tiết ra serotonin, một loại hormone giúp cải thiện tâm trạng. Dòng chữ Say No To Sad, Say It To Joy xuất hiện trên bảng quảng cáo như một lời khích lệ mọi người rằng hãy phấn chấn và tận hưởng niềm vui, sự ấm áp từ hộp bánh donut. Bà Emma, giám đốc tiếp thị Vương quốc Anh và Ireland tại Krispy Kreme, cho biết đây là hộp bánh donut duy nhất trên thế giới cung cấp liệu pháp ánh sáng có thể giúp xua tan chứng rối loạn cảm xúc theo mùa. Chúng tôi nghĩ rằng không có cách nào tốt hơn để mang lại niềm vui và làm dịu tâm trạng của cả nước khi chúng tôi kỷ niệm sự ra mắt của những chiếc bánh donut mới không thể cưỡng lại với lượng chỉ 195 calo mỗi chiếc. Có thể thấy, đây là một chiến dịch OOH khá nhân văn, hướng tới lợi ích chung của cả cộng đồng. Chiến dịch này đã thu hút rất nhiều người tới check-in, trải nghiệm liệu pháp ánh sáng có 102 phát ra từ những chiếc donut khổng lồ bắt mắt. Follow Unique OOH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo ở trên nha.